cho bữa nay trong chợ của bác. Cà thì dài hả? Cà tây. Cà tía. Thì xin cà bên bác hả? Với mắm nào ha? Thì xin mắm kho. Cà có xin cá không? À, không có cá. Cá nhà mình có rồi. Về mẹ cho tôm đó. Xin chào bà con ha. Hôm nay thì chị Sơn Ca có làm món mắm kho ăn với rau sống. Hôm nay mình qua ăn ké với chia sẻ bà con mình vài hình ảnh ha. Mắm kho cá kèo. Quá nhiều cá luôn. Quá trời luôn. Sơn Ca ăn mặn quá. Tiện nhiều quá mẹ ơi. Ăn mặn quá. Kệ nó, nhiều ngon. Mẹ thì tiện hơn, mẹ làm nửa cá nữa thôi. Nãy con chưa lên bếp rồi. Rồi còn phần nữa thì để chiều mẹ kho. Cái này là bây giờ phải dạt cá ra là mới múc được cái nước mắm nè. Kệ nó. Thế nè, 10%. Đúng thế hả? Này chắc hơn. Ít hơn đi. Ít thôi chị, nhà có rồi chị. Nhà có nhiều món lắm. Đây nhiều mà. Thơm á. Nhiều thì cho nhiều. Bữa nay ăn mắm kho với mấy rau lộn xộn hả chị? Rau nhà của hàng xóm trồng không luôn. Hàng xóm rồi. Ừ nè, rau này hàng xóm trồng, rau này cũng vậy đó nè. Đó, rau này là rau má. Nhưng mà nó nhỏ vậy nè, ăn nó mới ngon. Chứ mấy cái loại mà rau bự, cũng bự á, ăn nó không có ngon. Rồi cái này rau cần nước cũng ở hàng xóm trồng bán luôn. Cái này mình trồng rau hàng xóm ăn thì mình yên tâm. Tại bà con trồng ở nhà ăn á, nên là không có sợ thuốc ha. Rồi cái này cũng hàng xóm trồng này bán. Mình cũng mua nè chứ không phải xin. Người ta bán ít lắm, tại vì người ta trồng đủ ăn rồi. Rồi dư đó họ bán chứ không có nhiều. Nên là trái nó không có được đẹp. Trái nó nhỏ nhỏ thế nào. Mà bù lại nó yên tâm. Thuốc mỗi loại con trái vậy hả? Ít vậy? Không, mình không có bỏ nhiều quá đâu có. Chị mua mỗi thứ. Tại thấy trái nhỏ nhỏ. Bỏ nhiều quá cái rồi mắm nó đậu bắp này hình như hơi già rồi, phải không? Không có già. Sao thấy già quá vậy? Bẻ cái này biết nè. Gãy này đâu có già. Gãy nó không gãy. Nó dẻo là nó già, già còn gãy là non. Vậy thì còn non. Giờ là tại trái bự hả? Ngày xưa nhà mình trồng trái nhỏ xíu à. Đây rau chuối. Này là đi qua hàng xóm mua luôn. Này sáng ngày không có đi chặt cây chuối mua 3.000. 3.000 thôi đây. 3.000 để tốn cây chuối. Lộn xộn vậy nè, rau vậy mới ngon. Nhiều thứ vậy nó ngon. Này tía tô. Này rau giáp cá. Này rau chuối nè. Còn cái này là chắc chắn ở này ở Gò Công Tiền Giang chứ không phải hàng xóm. Cái đó ở bên Gò Công chẳng qua thì bác. Salad này ở Cù Lao mình nước mặn ít có người trồng lắm. Đúng rồi. Cái này là rau gì chị? Ngon. Cái này là rau húng. Mẹ trồng trên trước á. Rau húng à? Húng lũi. À. Rau húng lũi. Cũng nhiều loại ha. Cái này thì mình ăn rau sống, còn mấy cái này thả vô mắm kho đúng không? Cái này mình thả vô trong. Thả vô thì kho. Mình có khổ qua nè. Này là cà gì ta? Cà dĩa. Cà dĩa. Cà tím. Cà tây. Có nhiều gia đình không có ăn cà tây với mắm kho nhưng mà nhà mình thì ăn rất là ngon. Bà con mình có thể thử ha. Mình bỏ vô cái miếng nhưng mà nhiều thứ. Củ cải trắng với đậu bắp nữa. Bữa nay ăn cơm cái gì? Cá kèo mắm kho thôi hả chị? Mắm kho của mẹ đi ăn cho, mẹ đi ăn làm á. Mắm kho cá tớ. Bà nội của bé Thương. Bà nội anh Yên không được. Hồi trước thì bác làm bán nhiều, giờ không có bán thì làm ăn không ạ? Thơm lắm, mắm mẹ làm thơm hơn. Lúc nào mà đi mua không có chạy qua đó xin là chắc chắn có. Sáng nghe chạy qua xin. Dạ mẹ. Mẹ nướng nhiêu đây nè xin. Dạ. Mẹ có làm món cá kèo nướng. Giờ mẹ ăn rửa với bóng đêm. Dạ. Giờ mẹ nướng. Ủa chưa học đâu mẹ. Chứ hộp dì ba cho anh. À, dì ba cho hôm bữa đó hả? Rồi để làm cái gì mà? Hả? Anh đi ăn. À, anh đi ăn. Đậu gì đó, sỏi thận gì đó. Vậy con tưởng đâu là để ngâm rượu chứ. Ăn sỏi thận. Cái này ăn có gì thuốc hả? Trị sỏi thận hả? Chứ người ta ngâm rượu nữa. Cái này ăn sao? Đây chín ăn hả? Vậy chín ăn rồi đó, điểm ăn à. Rồi đó. Vậy là cái này... Người ta chín, người ta nướng, ép phơi. Đây, cái này thì chuối á, ở miền Tây thường mình hay ép, mình nướng đó, đem ngâm rượu. Và bữa nay thì anh đi ăn để trị sỏi thận. Cái này bài thuốc rất là tốt nè. Bài thuốc dân gian. Ăn giống như ăn chuối chín, mà nó là chuối hột. Ủa mà mình có nhai hột không ạ? Nhai á. Nhai luôn hả? Ờ.
hộp vậy con tưởng rồi chỉ ăn à, cái dạ. Hộp á cái hộp với chị đó dạ. Người ta còn lấy hộp ra người ta xay người ta uống dạ xay hả xay ra như chúng ta ờ non vậy là cơm cơm trưa chị ăn mắm cá kèo mắm cá kèo chiều ăn gì mình thôi miếng thịt ba rọi vô nữa cho nó ngon à thịt ba rọi vô cá kèo với miếng thịt ba rọi vô buổi chiều ăn mắm rồi hả thôi ăn nguyên ngày luôn xin rồi à, đỡ cực ha ủa mua rau chuối không đúng hả dạ không chị mua 3.000 đỡ tốn cây chuối nè bao nhiêu mẹ 3.000 cũng nhiều lắm dạ. Vì như đây nè tại vì mình trộn nhiều thứ vô mà mình đâu có cần nhiều lắm ăn mắm kho thì tốn rau gì lắm nó mặn đỡ tốn cây chuối mắm ăn ngon nhưng mà thỉnh thoảng ăn thôi giờ nó cũng mặn quá không tốt lâu lâu mình ăn lần thôi chứ không ăn chứ ngờ sau ngày xưa bà con mình ăn mắm rồi dữ quá hả mẹ ăn dữ quá sao đâu có gì đâu chắc tại hồi xưa lao động nhiều nên là ăn nhiều không sao còn giờ ít lao động mà ăn nhiều mắm nhiều đường quá lại không có tốt chứ hồi xưa thấy có ai bị huyết áp đâu dạ mà Sơn ơi theo mẹ nghĩ là hồi đó có á phải có chuyện dạ. Gì với máu xanh máu xanh hả máu xanh máu xanh hả máu xanh có xăm hả à ta không biết á à ta không biết ta không có đo đâu như bây giờ xỉu á ờ xỉu thì thấy máu xanh dạ nhưng là huyết áp cao đó mà họ nói gì dạ tại họ không biết á ờ vậy là chắc hồi xưa cũng có chứ nhưng mà hồi xưa không có thầy thuốc không biết không có đâu biết áp có máy rồi đó giống như giờ bệnh sốt xuất huyết á dạ cái hồi xưa nói là bệnh ban đen ban đen hả ừ nổi đen đen lên á máu nó đặc lại đen đen ra da dạ chứ còn ban đen còn bệnh sởi á thì nói ban đỏ dạ kêu gì hồi xưa có nhiều cái bệnh không có thuốc chữa ha mấy đứa nhỏ ăn rau được không không nó ăn rau muống à với rau sống này nó mà rau muống dễ ăn ha nó không có mùi không có hôi dạ này rau má này người ta trồng cái bò với đất á nó nhỏ xíu vậy nè nhỏ xíu vậy ừ nó nhỏ xíu à cái rau má kia sao không ăn rau má kia ăn nó cái cộng nó dai quá chừng luôn mẹ dạ, hả ừ vậy mà không ngon hả vậy nên nó bự không ngon dạ nhà gì ghé dai không đứt luôn nó dài hơn gan tay luôn dạ không được luôn hả dạ không được hả dạ vậy chắc xài sinh tố chắc vậy quá xài sinh tố rau này miếng ngon nè À, bữa nay chị Sơn Ca có làm món mắm kho ăn với rau sống. Bữa nay mình qua ăn ké nha. Này chia sẻ bà con mình cá kèo thì mình bắt ở đống đáy á. Bà con đống đáy thì nó rất là ngon. Giá nó thì nãy chị nói nhiêu ha? 130 kg. Còn cá kèo nuôi á thì có tầm khoảng 70 thôi. Nó rẻ hơn nữa giá. Nhưng mà nếu mà mình đi mua vậy mình phân biệt được không? Mình nhìn thấy được không? Biết, mình biết á. Sao biết hay ha? Mấy cái người ta lâu lâu mua chắc là không biết. Ờ, à, em không biết rồi đó. Mình mua thường thì mình biết nhìn cái màu con cá với lại nhìn cái con cá mà cá nuôi á nhìn nó cứng còng à. Dạ hả? Còn cá thì nhìn nó mềm mại hơn. À. Nhìn nó không có cá nuôi nó không có mập. Mà nó không có đen thui như cái con cá nuôi nữa. Cái màu nó không có đen. Cái con cá kèo thiên nhiên nó nhìn là nó mập. Còn cá kèo rừng hả? Có cá kèo rừng không ạ? Thì ở dưới rừng cá rừng kèo đó cũng không ngon mà trên mình á làm như nước mặn quá. Con cá nó uống á. Dạ. Ờ vậy nó mắc không? Nhái dưới rừng cũng ngắt mà không nhau mà. Nó mắc hơn này không? Hay rẻ hơn? Rẻ hơn. Dạ. Ở dưới rừng đây chắc đó có cái sông rồi mà chắc là do nước mặn á. Dạ. Con cá nó không mập chứ là nó đối với rừng cũng ở mình thì cách rừng sát nó tầm khoảng chừng con sông là khoảng chừng chục 20 cây số à nhìn thấy không biết bước qua đó xa gần dạ. Cách sông Sà Rạp dạ. Thấy sông gì Sà Rạp dạ. Nè con coi con cá thiên nhiên là nó mập gì nè dạ. Còn cá kia nó ốm mà nó dài nó không có đầy đạm giống như ủa cá thiên nhiên mập vậy rồi cá nuôi cũng mập mà cá nuôi nó không có mập như vậy dạ. À, không có mập như vậy không có giống như vậy à, con không biết nhìn thấy
này chắc phải nhìn mỗi ngày sao? Phải đi chợ mỗi ngày. À, phải đi chợ mỗi ngày mới biết được. Chứ lâu lâu nhìn cho một biết. Mình ví dụ như cái con gà vậy đó, nó khác nhau chút gì đó. Dạ. Con gà vàng và con gà đất, những gà vàng và gà nuôi thức thì nó khác gì đó. Dạ. Này sắc thải gì hết hả chị? Hay là cà dĩa nè? Mình làm đủ thôi. Là thả chứ không ăn sống hả? Ừ, ăn thả vô trong bóng kho á, nhiều quá nó không có ngon xin. Nó lạc phải không? Cái nước nó lạc ra thì hết ngon. Cá tớp, chỗ này mắm cá cơm, hai thứ rồi. Hai thứ chả khô. Bây giờ ta để thẳng tớp ta xin, nó bự vậy nè. Mắm cá tớp. Cá này chắc rẻ ha. Cá này nó rẻ. Con cá đó chỉ nằm mắm thôi, nó xương dữ lắm. Con bỏ hai thứ đi. Nên cá bỏ kia nhiều rồi nè. Không có nhiều đâu mẹ. Nhiều mặn không? Nhiều mặn ủa? Không có, tại vì mình nấu một nồi nhiều mà. Được rồi. Nhà có làm mắm nên là xài không tiếc ha. Thêm miếng miếng thôi, mặn chát. Mua thì không có... Đây, mắm cá cơm, làm trọn rãi mà. Sao xài hai là mắm mới ngon hả? Muốn làm một cũng được. Tại mình thích làm có hai thì mình làm hai. Mắm cá cơm này ăn sống cũng được. Cắm cá tớ ăn sống được không mẹ? Được mà nó xương mất, người ta bằm. Mất bằm. Nghe mùi thơm chị không nổi rồi. Thơm quá ha. Bác làm thơm. Thơm quá. Đây đủ rồi. Chút xíu nữa nó dắt xương còn xương à, mình lược nó ra mình bỏ. Cho vô nước cái nó rụt xương ra nhanh thiệt. Nước sôi à. Giờ mình nó rụt ra. Nấu cho rụt ra rồi mình vớt ra cái thịt đó. À, mình rây nó ha, lược nó. Dạ. Yeah. Thơm quá, chị không nổi. Giờ lấy cục cơm nguội nó ăn là đủ rồi. Thổi gần nấu luôn. Mắm này người ta trộn tỏi ớt, đâm tỏi ớt nè, đường trộn chanh đó, đường chanh vô. Ăn sống á. Không, chuyện thơm. Nó rụt hồ xưa luôn. Cái đó không đèn ký thôi. Ký cá kèo 20 con. Nè, cái này quá trời luôn. Ký hả mẹ? Nhiều lắm á. Chắc là chừng 600g à. Ủa bạn đang ký mấy con? 20 con cá kèo lớp vậy nè. Mà có thấy đây nhiều lắm mà. 1 kg là 40 con. Này, à 40, mà bữa này mình 20. 1 kg là 20 con. Dạ. Ừ. Nãy mình này hơn nữa kìa. Con tưởng nhầm là 20 con thì đây hơn. Cá kèo lớn vậy là 40 con ký đó. Thịt ba rọi nữa ha. Mắm kho thì em thích nhất là thịt ba rọi. Vậy cái đó là bây giờ mình gia vị tỏi ớt trước hả chị? Dạ mình ướp tỏi ớt. Ướp tỏi ớt. Không tanh sao cháy. Rồi mình đem lên biết mình cháy cho nó thơm. Mắm cá tớt chứ mắm cá cơm nào mắc hơn chị? Mắm cá tớt rẻ hơn cá cơm đi. Chị Sơn Ca thì con dâu nhà nhà mắm. Nhà mắm bán đó. Nên là chị Sơn Ca rành nói này lắm. Cá tớt thì người ta kho, mắm kho nó rẻ hơn, còn mắm này để ăn sống nó mắc hơn. Cá cơm thì ăn sống, còn cá tớt thì thường băm trộn với gì mà? Bằm ra với thơm. Thơm, à. Người ta gọi là mắm bằm á. À, cái đó hình như chấm thịt luộc hết sảy ha. Giờ họ ít ăn mắm bằm lắm. Sao mà? Giờ họ không thích mắm bằm, họ thích ăn mắm con à. À. Hồi xưa á, thích mắm bằm. Giờ mắm bằm mà chấm với cái trái bần cũng ngon mẹ. Chá. Bần á, bần trái bần xong á. Ở biết bà con mình biết trái bần không ha? Ở vùng nước mặn mới có. Nó ở xung quanh sông hả mẹ? Cái đen như rừng luôn. Cái trái bần thì nó giống như cái gì ta? Nó đẹp. Nó giống như trái ổi vậy á, bên trong cái nó có hộp cứng ngắt ha. Nhưng mà bên ngoài vỏ nó mỏng hơn trái ổi. Nó, mà nó chắc chát. Nó tròn rồi bề kia nó xẹp. Nhìn nó đẹp lắm. Nó giống trái cà dĩa ha. Nó đẹp. Đó, cái mình sắc lát mỏng ra, mình chấm, mình kẹp cái mắm bầm vô giữa ăn khá sảy. Ngon lắm. Ngon lắm, cái bần chát mình sắc mỏng ra. Trái bần chát với bần chín nào ăn mắm ngon mà. Cái bần chát. Dạ. Cái bần chín nó chua lắm. Ờ, nhưng mà thường con thấy mấy đứa nhỏ hay ăn bần chín. Ừ, nhưng mà nó chua, còn cái bần kia thì nó chát. Dạ. Mà mình ăn mắm thì ăn trái bần chát. Nhắc tới bần nghe thèm mà. Thèm. Trái bần chát chát, chua chua, chát chát mà ăn mắm. Cái bần chín thì nấu canh cá ngon lắm. Dạ. Ngon, nó đã luôn. Thơm quá trời thơm luôn, mà xương nhiều quá. Xương dữ lắm hả? Không lấy cái rây kia kìa. Lấy rây mỏng hả? Lấy rây mỏng hả? Giờ phải rây lại em được. Còn rây này dày hả? Thịt nó ở rồi. Đóng xương. Xương nhiễm ăn này mới có canxi nè. Để vô đây. Thơm quá ta. Thiệt thơm luôn.
thơm quá chừng. Có sẵn rồi hả? Làm lên cho gọn. Nè, cho chị Sơn Ca ướp mà. Này ướp gì chị? Chỉ ướp là xả tỏi ớt hả? Hay là tỏi ớt thôi? Xả chút nữa mình cháy cho nó thơm, nó vàng. Mình cháy thịt vô. À, còn giờ chỉ tỏi ớt thôi. Rồi giờ ướp nó tỏi ớt. Bên đây nè. Sơn Ca hồi qua mẹ đi qua bên chị ơi gì bảy năm đó, mẹ thấy xả trên chị dễ quá trời non. Dạ. Xả nhiều lắm hả? Người ta trồng nhiều lắm hả? Vậy bây giờ cái này tỏi ớt mình đâu có ướp đường muối gì đây hả chị? Không, ướp như vậy thôi. Rồi bây giờ chị cháy xả. Chị cháy xả cho vàng, cho mình cháy bỏ cái thịt vô. Cháy thịt vô, cháy còn thịt cá thì khỏi hả? Cá khỏi cháy. Rồi cái thả thịt đã cháy cái này vô nồi mắm. Này chút đổ vô nồi mắm. Đây là xong. Cá thì ướp. Dạ, chị ướp rồi. Giờ chị cháy này. Tỏi với lại xả. Rồi cái tỏi xong rồi, cái thơm rồi cháy xả. Nó vàng vàng, nó thơm rồi mình này. Cái thịt này vô. Gia vị vô đây một tí đường. Rồi gia vị trên thịt luôn hả? Chị gia vị chưa? Chưa, chút nữa cháy bỏ miếng đường vô. Tại vì bên nào mình bên nồi mắm mình cũng phải có đường á. Mà mắm sôi thơm hết chưa? Dạ. Chị sang cái cháy thịt. Kéo kèo bỏ vô sau cùng để bỏ sớm nó rụt. Dạ, nó mau chín lắm rồi. Kèo nhanh chín ha. Nó mềm lắm, mau chín. Cái thịt ba chỉ này kho tiêu cũng ngon rồi, nó thái hai tiêu. Kho bánh rút cũng ngon rồi chứ. Kho bánh rút phải cắt thịt nhẽ ra vậy chút, cái gì đồng vậy đó, đồng nó nhỏ lại. Nhà mình có bánh rút không ạ? À, hết rồi. Ừ, hay là có mắm ruốc mình làm món thịt ba rọi sẵn cũng được. Cái món đó ăn đỡ hao ha. Tại mắm nó mặn. Chắc hồi xưa món đó ăn nhiều hả bạn? Dạ. Mắm ruốc hấp, mắm ruốc to, mắm ruốc xào, mắm ruốc sống. Dạ, thành mắm ruốc hấp nữa nè. Hôm nay mình làm chia sẻ bà con lại. Cháy mà nó tăng lại nhìn cũng đẹp quá ha. Thơm quá chị. Rồi giờ mình bỏ mấy cái củ vô luôn. Rau củ hả? Chín lắm. Rồi chị cho mấy cái củ vô. Củ quả. Cái nào cũng ít thôi. Còn dư chịu không ăn. Dạ. Mỗi thứ ít thôi ha. Rồi. Nếu mà nó còn dư á chịu kho ăn ngon lắm Sơn. Dạ. Vậy là còn dư để kho ha. Kho. Dạ. Nhiều quá không ngon. Nhiều quá là lạc nước ha. Ở trong bít nước cà, cà dài. Rồi bây giờ mình chờ chín rồi cho cá vô là bắt xuống hả chị? Ừ, mình chờ cho nó gần chín á, rồi mình bỏ cá vô. Là cá dưới này nó chín một lượt. Dừa rồi ăn với rau sống hoặc cơm. Rồi chấm rau sống. Này bây giờ nó chưa chín, nó gần chín rồi. À. Bỏ cá vô là nó sẽ chín một lượt hết. Canh canh nó lượt. Canh nó chín đều. Quá tiền cá luôn. Quá trời luôn. Ăn mặn quá. Ăn mặn quá. Tiện nhiều quá mẹ ơi. Ăn mặn quá. Kệ nó, nhiều ngon. Mẹ thì tiện hơn, mẹ làm nửa cá thôi. Hồi nãy con chừa lại bớt rồi. Rồi còn phần nữa thì để chiều mẹ kho. Cái này là bây giờ phải dạt cá ra là mới múc được cái nước mắm nè. Kệ nó, bỏ thêm bớt không kêu bằng bỏ vô nè. Mẹ cho con nước đi nè. Chị bỏ cà tây vô ha. Giờ tới hành lá. Thơm quá chừng rồi, giờ hết nổi rồi. Rồi cho miếng tiêu vô. Đây, ớt đây. Rồi bỏ ớt nha bà. Thôi. Cay quá cà chừng mấy đứa nhỏ nó gấp trúng. Không có trốn, thường vậy mới không cay. Chứ mình nằm nhuyễn lên nó cay. Dạ. Đây, nãy
tiêu nữa hả? Rồi tiêu nha, được rồi. Hành phi bên kia kìa, bỏ vô miếng. Cho miếng hành phi vô cho đó. Hai tay kia. Rồi sao bên chị không làm mà chạy qua nhà mẹ làm đấy? Đang ké hành phi chắc nè. Ké này ké kia miếng nè. Đây có sẵn. Ừ. Đây có sẵn đồ. Chào chị Sơn Ca, tại bên đây có ánh sáng tốt hơn. Chạy qua đây làm chị vui ha. Rồi móng kho đã xong, bây giờ ăn với rau sống nữa. Nhưng mà rất là tiếc là em không có quay bữa cơm ăn với móng kho với bà con mình xem cho vui. Tại vì chị Sơn Ca giờ phải xách gồm ăn cơm mang qua cửa hàng cho anh rể. Rồi hôm nay Hoàng Sơn dừng video ở đây ha. Cảm ơn bà con mình đã xem kênh Nam Việt. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Cái này là cho mấy đứa nhỏ ở nhà hả chị? Cho ba ăn cơm. Cho đã ta. Kho bên đây rồi mình được nhận thêm một tô. Xong này bưng cái xong về. Hơi giận quá. Cái này giống như đóng thế. Đóng thế nè, 10%. Đóng thế hả? Này chắc hơn. Ít thôi chị, nhà có rồi chị. Nhà có nhiều món lắm. Ở đây nhiều mà. Thơm á. Nhiều thì cho nhiều. Uống cho ba ăn. Rồi ha. Rồi. Rồi, tạm biệt bà con, hẹn gặp lại. Mình có cá nè, thịt ba rọi nè, rồi củ quả và còn rau sống nè. Vậy ha. Củ quả, đậu bắp. Cái mắm này nhà làm nè, rất là thơm.